Mến chào bà con đang đến với kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh có đến ngã tư Tam Bình, Vĩnh Long để giao lưu với bà con tại nhà vườn của anh Nam. Bây giờ xin mời quý bà con đến để gặp anh Nam để xem hôm nay anh Nam sẽ giao lưu với chúng ta những cái gì nha quý bà con. Cũng khá là nhiều mặt hàng ha. Rồi chào anh Nam ơi. Dạ xin chào ạ. Dạ xin chào tất cả các cô chú bác anh chị gần xa đang xem kênh bonsai anh LTK. Dạ hôm nay mình có một số hoa kiển các loại như tùng, rồi mai vàng, mai tứ quý muốn giao lưu cùng cô chú bác anh chị ạ. Dạ mình tên Nam ở Tam Bình Vĩnh Long. Dạ số điện thoại của mình là 0342492242, cũng là số Zalo ạ. Rồi mình vô cây số 1 luôn dạ. Ha. Để không mất thời gian của cô chú anh chị mình đến đo thông số cây thứ nhất ạ. Dạ, xây dòng đi, xây đi. Cây số 1 vạn niên tùng nha quý cô chú anh chị. Rồi báo chiều cao đi anh. Dạ. Cái chiều cao của cây thứ nhất này là hết thước rồi. Chắc rồi, tầm khoảng 2 mét ạ. Rồi đó tán ngang. Còn tán ngang là 115. 115. Rồi, tán ngang đây, 115. Em thấy đang vô dây nha quý cô chú anh chị. Đấy, ha. Dạ, hoành hiện tại là 42 ạ. À, ngay vị trí đo. Dạ. Dạ, xem dạ. Dạ, cây này thì đang đã vô dây thành phẩm rồi. Chỉ mình về mình chỉ chăm sóc và mình ngắm thôi, mình chơi thôi. Thân thì không có tì vết gì hết, rất là đẹp. Cây thành phẩm ạ. À. Rồi, cây này giao lưu nhiêu anh Nam ơi? Dạ, cây thứ nhất này mình giao lưu 9.500.000 ạ. À. Rồi bao sóng bao ship toàn quốc. Dạ. Bao ship 200 km à. À 200 km. 200 km ạ. À. Rồi. Dạ. Rồi đổi cây luôn. Rồi, lên cây số 2 nha. Dạ, cây thứ hai này là cây mai vàng ạ. À. Dạ, rồi. Cây mai vàng này mình cũng chưa biết mặt bông nha cô chú anh chị. Rồi, vậy mình tính nó 5 cánh dạ, ha. Dạ, tính 5 cánh đi. Dạ, chiều cao nó là 99 ạ, à, tính từ mặt bầu. Còn hoành hiện tại này là 31. Rồi, hoành 31. Dạ, hoành 31. Cái này nó đế nó cũng có điều bốn mặt ạ. À. Ở đây nó có một bệ đế luôn nè. Rồi. Dạ. Rồi, dạ, cái này dạng mã số 2, giao lưu nhiêu anh? Dạ, cây số 2 này giao lưu 1.500.000 ạ. À. Rồi, cây này ship làm sao anh? Dạ, cây này bao ship toàn quốc. Rồi, bao ship, bao dạ. Sống toàn quốc nha quý cô chú. Bao sống, chị. Bao sống 2 tháng đi. Rồi, bao sống 2 tháng ha. Dạ, dạ, dạ. Rồi, đổi cây. Dạ. Dạ, cây số 3 này cũng là cây mai vàng ạ. À. Nhưng mà cái này đã ghép đại lộc rồi. À, mai ghép đại lộc nha quý dạ. Cô chú anh chị. Ghép đại lộc này cũng có bả bông. Cây đang cho nút nụ nhiều ha. Cây này chắc ngay Tết luôn ha anh. Dạ, cây này ngay Tết luôn. Dạ. Okay. Để em đo thông số cây thứ 3 luôn ạ. Dạ, chiều cao tính từ mặt bầu là 82. Rồi. Dạ. Cao 82 nha quý cô chú anh chị. Cây này mình đo nhiều vị trí đi ha. À, rồi. Vị trí thứ nhất chỗ này thì là 32. Rồi, đây ngay vị trí đó 32. 32 dạ. Còn vị trí ra trên đây thì dạ 20 ạ. Rồi, 20. Dạ 20. Còn vị trí này thì dạ 14. Rồi. Còn hoành đế thì tổng hoành đế 60 ạ. 60 rồi, xem dần con hoành đế luôn. Dạ, còn chiều cao thoát thân nó là khoảng 32 23. 23. Dạ, chiều cao 23. Này cây này đế sổ ạ. À. Rất là đẹp. Cây này rút trong chậu ra nè, cây này gì mình về trồng chậu cạn được.
Dạ, xù xì hết nha dạ. Chú anh chị. Rồi, báo giá luôn anh. Dạ, cây số 3. Cây số 3 này giá 3 triệu 8 ạ. À. 3 triệu 8. Dạ, rồi. Cũng cây này cũng bao ship toàn quốc ạ. À. Cây rồi, này mình đổi cây luôn. Dạ, cây này rút chậu ra nghe bà con. Dạ, cây số 4 này cũng là cây mai vàng ghép đại lộc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Mã số 4. Mã số 4. Rồi, mai vàng ghép đại lộc nghe dạ. Cô chú anh chị. Cây cũng đang cho nút nụ rất nhiều ha. Dạ, chiều cao là 105. Tính từ mặt bầu ạ. À. Rồi, cao 105. Dạ. Còn hoành thì nó 2 thân. Nếu mình đo tổng hoành thì nó 36. Rồi tổng 2 thân 36. Tổng 2 thân 36. Rồi đo thân chủ thôi. Dạ, và đo thân lớn nó thì dạ 25 ạ. À. 25. Dạ. Còn chiều cao ở đây thì 40 ạ. À. Rồi. Còn dòng đế nha quý cô chú anh chị. Dạ, cây số 4 này mình giao lưu 1 triệu 800 ngàn ạ. À. Cũng bao ship toàn quốc luôn. Ghép 4 bò hết quý cô chú anh chị. Đây còn cái bò ghép nó cũng nó cũng chảy nhựa rồi nó muốn lên xù rồi. Này ghép đại lộc nè. Cái này mình về mình chơi Tết được rồi mình lấy bò mình ghép thành giống được rồi cô chú anh chị ơi. Rồi đổi cây luôn. Dạ. Dạ, rồi, cây số 5 này cũng là cây mai vàng ạ. À. Mã số 5, hoa dạ, vàng. Cây mai vàng. Mai vàng đã dán quái nha quý cô chú anh chị. Thằng co lắc này. Ngày có nhiều co lắc à, con này cũng 3 năm rồi mới được như vậy ạ. Dạ. Cây này cũng thuộc sang thành phẩm rồi. Về mình chỉ ghép lại mình chơi thôi. Đế sổ mà đế nít nở nữa nè. Rất là đẹp. Này cũng dán thú. Thú ha. Chân cành này dưỡng dưỡng cũng lâu lắm mới được như vậy. Rồi, cây này về dạ. Ghép mình chơi thôi ha. Dạ, chiều cao của cây mai vàng này là 103. Rồi. Còn hoành thân của nó là 31 ạ. À. Hoành thân 31. Ngay vị trí hiện tại. Dạ, đế sổ thì 27 ạ. À. Cây cành lớn ha. Rồi đâu thử cái cành một. Dạ. Thì cành chủ này thì nó 12. Cành này 12 nha. Cành chủ 12. Rất là đẹp ạ. À. Cây này mình dưỡng cũng nhiều năm lắm rồi mới được những cái chi cành mà quay nhạo như vậy. Rồi, mai vàng ha anh. Mai vàng ạ. À. Rồi. Dạ, cây số số 5. Số 5 giao lưu cùng cô bác chú bác anh chị là 7 triệu 3. 7 triệu 3. 7 rồi. Triệu 300 ngàn ạ. À. Bao sống, dạ, bao, ship sống bao ship toàn quốc. Rồi, mình đổi cây luôn. Dạ, xin số điện thoại mình là 0342492242 cũng là số Zalo ạ. À. Quý cô chú anh chị yêu thích chỗ nhà vườn của anh Nam thì liên hệ với anh qua số điện thoại anh vừa đọc ha. Rồi tiếp theo mã số 6. Mã số 6 này là cũng là cây mai vàng ạ. À. Cây này nó hình thú. Cái này cũng trồng trong chậu cũng mấy năm rồi. Dạ. Mình mới rút ra. Cây này về mình trồng nhà chậu càng vẫn được các bà con. Rồi, mình dạ. Đo thông số đi anh. Dạ, cái chiều dài của cây mai này thì 74 ạ. Rồi, dài 74. Dài 74. Còn hoành thân 26. Rồi, hoành 26. Còn cái hoành bụng của nó thì chắc hơi to hơn tí là 29 ạ. Còn đuôi nó thì dài 17 ạ. Còn chiều dài của bầu thì 47 ạ, 48. Rồi 48. Dạ 48 ạ. Luôn anh. Cái này mai vàng này hình thú này nó hai chân hai chi sau rất là đều và hai chi trước cũng rất là có duyên mà cũng bằng nhau nữa. Cái này cũng duyên dáng lắm ạ. Rồi báo giá luôn anh. Dạ. Dạ cây mai vàng số 6 này giá 4 triệu rưỡi ạ. Cây này cũng bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi đổi cây luôn. Dạ, còn cây số 7 này thì là cây mai tứ quý. Mà số 7 mai tứ quý nha quý dạ, mai tứ quý cô chú anh chị ơi.
Rồi bác thông số luôn đi anh. Dạ. Dạ, chiều cao nó là 79 ạ, tính từ mặt bầu. Rồi cao 79. Dạ. Vòng hoành nó thì 26 ngay vị trí đo này ạ. Rồi. Cái này mai tứ quý này về ghép cô chú anh chị ơi, đế cũng khá đế luôn nè. Cái này cũng bao ship toàn quốc, bao sống 2 tháng à. Rồi giá nhiêu anh? Dạ. Cây tứ quý số 7 này giá 1 triệu ạ. À. Rồi giá 1 triệu. Giá 1 triệu ạ. À. Mã số 7 đổi cây. Số 7. Dạ cây số 8 này cũng là mai tứ quý luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, mã số 8 một phôi tứ quý luôn. Phôi tứ quý luôn, đế cũng cũng đều nè, cũng khá đẹp nè. Rồi, đó mã số đi anh. Dạ, chiều cao của mai tứ quý này là 66 tính từ mặt bầu ạ. À. Rồi, cao 66. 66. Hoành vị trí hiện tại là 25 đến 24 thôi. Rồi, hoành 24. Hoành 24. Dạ. Còn cái hoành hoành đế. Hoành đế này thì 90. Rồi. Dạ, 90 thôi. Cây mai tứ quý số 8 này giá giao lưu cùng chú bác anh chị là 900 ngàn ạ. À. Rồi, dạ. Mã số 8 900 ngàn với cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 9. Dạ, mã số 9. Mã số 9 này cũng là cây mai tứ quý luôn cô chú bác anh chị ơi. Dạ, chiều cao là của cây mai tứ quý này là 70. Cao 70. Còn hoành ngay vị trí hiện tại này là 24. Rồi, hoành 24. 24 ạ. À. Dạ, cây tứ quý cây số 9 này mình giao lưu cùng chú bác anh chị là 800 ngàn ạ. À. Dạ, chương trình của mình cũng bao ship toàn quốc ạ. À. Rồi, bao ship toàn quốc, dạ. Bao sống 2 tháng. Rồi, mã số 10. Dạ, mã số 10 cũng là cây mai tứ quý luôn cô chú bác mình ơi. Thì cái chiều cao của cây này là 88. Còn hoành ngay vị trí hiện tại là 30. Rồi. Cái này nó có cái chân cành nó cũng đầy đủ nè. Cái này về mình ghép rất là hợp, rất là đẹp. Đế cũng khá đế lắm. Rồi báo giá luôn anh. Dạ. Cây số 10 này giao lưu cùng cô chú anh chị mình là 1 triệu đồng ạ. À. 1 triệu đồng. Rồi đổi cây. Dạ, cây mở 11 cũng là cây mai tứ quý luôn. Dạ, chiều cao là 57. Còn hoành ngay vị trí hiện tại đo này là 28. Rồi. Cây số 11 này giao lưu cùng cô chú anh chị mình là 900 ngàn ạ. À, bao ship toàn quốc. Rồi, đổi dạ. Cây. Cây này đế cũng đẹp nè. Dạ, cây số 12 này cũng là cây mai tứ quý luôn. Cây này đế cũng khá đế, đều. Rồi, bá thông số đi anh. Dạ, chiều cao là 64, tính từ mặt bầu. Còn hoành thân ngay vị trí hiện tại này là 28 ạ. À. Còn hoành bầu, hoành đế nó là... khoảng 106 ạ. Rồi. Xem dòng ha, xem dòng cây hoành đế. Cây này đế nó rất khá là đẹp luôn, đế rất là đều. Đế đều ha. Đế đều. Rồi. Và cây số 12 giao lưu cùng cô chú anh chị mình là 1 triệu 300 ngàn đồng. Dạ, mình cũng vẫn là bao ship ạ. Rồi, đổi cây luôn. Dạ. Dạ. Dạ, đây hết mai mình tới phát tài. Rồi mã số 13. Dạ, mã số 13 này là cây phát tài. Còn gọi là thiết mộc lan cô chú anh chị mình. Rồi sang dòng trước đi anh, sang dòng đi. Cái phát tài này mình chừa lá lại để rất là thuận để mình trưng Tết mình làm quà Tết cho bà con mình ạ. À. Rồi báo thông số đi anh. Dạ. Chiều cao này khoảng 1,5 m hết thước à. Cao 1,5 m ha. Dạ, tính
Còn hoành thân á, hoành thân này thì nó 38, mình tính 37 thôi. Rồi, 37. 37. Còn cái chiều cao của mặt cắt này á là 38 ạ. Rồi, 38. Cây này cũng rất là nhiều 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 thân nè. Rất là đẹp. Thiết mộc lan ạ. Mình vừa lá để cho bà con mình lấy mua về làm chưng Tết của dịp xuân năm nay ạ. Rồi, báo giá luôn anh. Và cây số 13 phát tài này thì mình để giá là 1,8 triệu ạ, cũng bao ship toàn quốc bà con. Rồi, đổi cây luôn. Cây này đế rất là đẹp. Bề đế luôn. Còn em bông trang lá nhỏ. Trang đỏ lá nhỏ. Trang đỏ lá nhỏ. Và chiều cao nó là 91. Rồi. Và tán ngang của nó là 69. Ngay hoành nguyên vị trí hiện tại là 12 ạ. Rồi, hoành 12. Hoành 12. Và thoát thân của nó là 35 ạ. Rồi, sang dòng nữa. Thoát thân 35 ạ. Cây này để khai thác thêm không anh? À, cây này để cây vẫn còn khai thác được. Đây mình trong chậu mình chưa có khai thác đế. Cây này thường chậu chứ anh? Cây thường chậu rồi ạ. Cây rồi. Số 14 này giao lưu cùng cô chú anh chị mình là 700 ngàn ạ. Nhằm những bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ơi. Rồi, đổi cây luôn. À. Dạ, còn cây này là tiếp tới thôi, kế tiếp là cây này, cây lài, hoa lài mít, hoa thơm ạ, à, rất là thơm. Cây phôi số 15 là cây lài mít ạ. Bông nó nghe với cô chú anh chị. Bông này cũng thơm lắm cô chú anh chị mình ơi. Dạ, chiều cao nó là 105. Dạ, hoành của hai thân á, để em đo hai vị trí đi. Hoành hai thân ở này là 29. Rồi, hoành. Còn hoành một thân đại diện á là 15 đến 14 thôi. Rồi. Dạ, cây này dáng phu thê ạ, cũng đẹp lắm ạ. Rồi, cây này dáng phu thê. Dáng phu thê, cây này đế vẫn còn khai thác được. Mình chưa khai thác đế nữa. Báo giá luôn anh. Dạ, cây số 15 này mình để cho giao lưu cùng cô chú anh chị mình là 2 triệu ạ. Dạ, chương trình mình vẫn là cũng là bao ship toàn quốc. Dạ, phôi cây phôi kế tiếp này là cây thiên tế ạ. Cây số 16 là cây thiên tế. Dạ, chiều cao nó là 76. Hoành nó là 45 ạ. Hoành ngay vị trí đâu hiện tại là 45. Dạ, cây này được 3 con, một mẹ 3 con ạ. Cây số 16 này giao lưu cùng cô chú anh chị mình là 1,800,000. Dạ, cũng là chương trình mình bao ship ạ. Bao ship toàn quốc ạ. Rồi, đổi cây luôn. Dạ, tới cây hoa giấy ạ. Cây hoa giấy này hoa giấy Mỹ. Cây phôi thứ 17 là cây hoa giấy Mỹ ạ. Dạ, chiều cao nó là 138. Rồi. Còn hoành thân ngay vị trí hiện tại này là 38 ạ. Rồi, hoành 38. Hoành 38. Rồi, ngay vị trí hiện tại, trên cao luôn nha. Còn cái cũ của nó thì nó chắc to hơn ạ. Cái cũ của nó 48 nè. Rồi. Dạ, cây này đế đẹp lắm. Còn tại mình còn vẫn còn khai thác đế thì được nè. Rồi, nhưng mà cây này nó bị sam da nghe bà con. Rồi. Dạ, bà con xem giúp giùm. Cái này nó cũng bị sam da này. Cây này dáng là dáng bay ạ. À. Mình có thể mình trồng nghiêng được. Mình trồng nghiêng này dáng bay rất là đẹp, chân cành đầy đủ luôn bà con cô bác bên đây. Rồi, báo giá luôn anh. Dạ, cây số 17 này giao lưu cùng cô chú anh chị là 1,400,000 ạ. À. Rồi, 1,4 triệu, bao tư. Sống bao ship toàn quốc ha. Dạ, bao ship toàn quốc luôn ạ. À. Rồi, đổi luôn. Rồi, mã số 18. Mã số 18, cây này là cây hoa giấy. Mà cái màu của nó là màu vàng cam nha. Có một màu thôi.
Rồi quả quả giấy màu vàng cam nha quý cô chú anh Màu chị. vàng cam mình cũng không biết nó là gì, nhưng mình chỉ thấy nó màu vàng, mà vàng cam mình dính 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 giùm anh. Rồi dĩnh này đo chiều cao xíu. Cái này về trồng hàng rào Trong là hàng ok rào nha quý cô chú anh chị. khoảng thước 8 bà con mình ơi. Rồi, Dạ, thước 8. khoảng thước 8 ạ. Dạ, hoành thân nó là 28 Rồi, ngay vị trí hiện 28. tại ạ. Rồi. Dạ. À, cây này à, lúc trước đó, nó có à, cái nhánh đây rồi chủ nhà cắt rồi cho nên nó có cái vết tì nhỏ chỗ này. Đẹp lắm, cây này không bị bể gì hết. Rồi báo Một giá luôn thân anh. à. Cây số 18 này giao lưu cùng cô chú anh chị mình là 2 triệu 900 ngàn ạ. À. 2 triệu 9. Dạ, cũng bao ship toàn quốc ạ. À. Rồi đổi cây luôn. Và cây phôi kế tiếp này là cũng là cây hoa giấy Mỹ. Dính đi, người dính đi. Đấy, đứng không? Rồi, ok. Qua với Mỹ nguyên thủy anh. Dạ, hoa giấy Mỹ nguyên thủy ạ. Rồi. Rồi, phỏng phỏng đi anh. À, chiều cao này cũng tầm khoảng 1m8 ạ. Tầm 1m8 à, khoảng 1m8 8 ha.1m8 là 2m. Rồi. Dạ, hết thước rồi. Cây cũng đang đâm tược mạnh nha quý cô Dạ. chú anh chị. Chân cành đầy đủ cái này để dành về ghép rất là đẹp luôn á. Rồi. Mình chừa chân cành này dài dài ra đặng mà bà con mình sẽ đi muốn cắt cây nào cũng được cho nó tiện, rất là tiện luôn. Cây này mình giao lưu với cô chú anh chị là mình chỉ bao ship 200 km nha. Rồi bao ship 200 cây. Dạ, còn xa nữa thì thương lượng. Rồi, ra hoành đi anh. Dạ, anh nhìn nhìn giùm. Dạ, hoành vị trí hiện tại này là 54. Rồi, hoành 54. Dạ, hoành Xây 54. thử dòng coi đế ha. Dạ. Cái này là rất là thân rất là đặc. Nó chỉ có ở đây thì ba cái nhánh nó lên đây này nó có cái kẽ nhỏ này thôi. Không có bị thúi ạ. À. Rồi. Đây thì nó có xàm nhẹ trong cái chân rễ này. Bao không một luôn ha. Dạ. Cây này thì nó không có như các loại hoa giấy khác. Rồi báo giá luôn anh. Dạ, cây mã số 19 này mình giao lưu cùng cô chú anh chị mình là 7 triệu 900 ngàn ạ. À. Dạ, bao chương trình của mình là bao ship 200 km. Rồi, mã Dạ. số 19 là bao ship 200 km nghe quý cô chú anh chị. Nặng để xuống đi. Rồi tiếp theo Dạ, mã số cây 20. mã số 20 là cây mai vàng. Cây này đế sổ à, sổ nôm. Cây này đẹp lắm. Rồi. Búp măng luôn. Và chiều cao nó là 43. Rồi cao 43. Chiều cao 43. Này mình đo nhiều vị trí nha. Như vị trí hiện tại ở đây á, là 36 đến 35 đi. Rồi 35. 35 ạ. À. Cái chân cành này nhỏ thì 8 ạ. Rồi nhỏ nhất 8. Dạ, chân cành đây là 14 ạ. 14. Rồi. Dạ. Đo tàu tổng nồi đá với anh. Dạ. Tổng nồi đế khoảng 108 ạ. Rồi. Xây lại vòng nhẹ nhẹ ha, quý cô chú anh chị xem ha. Rồi, báo giá luôn anh Dạ, ơi. cây số 20 này giao lưu cùng cô chú anh chị mình là 2 triệu ạ. Rồi, mã số 20, 2 triệu đồng. Dạ, 2 triệu đồng. Cây mã số 20 cũng là cây mai vàng cuối clip của mình. Dạ, xin chúc bà con mình xem clip rất là vui vẻ và tràn đầy và hạnh phúc ạ. Rồi, nhắc lại số điện thoại giao lưu Dạ. với quý cô chú anh chị ha. Dạ, số điện thoại của mình là 03424 92242, cũng là số Zalo ạ. Rồi. Dạ. Rồi quý cô chú anh chị yêu thích những cây nào của tại nhà vườn anh Nam thì liên hệ với anh để mình giao lưu với anh ha. Tạm biệt quý cô chú anh chị. Chúc quý cô chú anh chị nhiều sức khỏe.